Hello, Bảo Lộc và Hồng Loan xin kính chào quý vị. Cảm ơn quý vị đã chọn channel của Lộc và Loan để theo dõi những tin tức vlog cũng như giải trí. Ngày hôm nay là ngày 2 tháng 5 năm 2021, Chủ nhật. Happy Sunday nha quý vị. Hôm nay thì Loan Lộc gửi đến quý vị một vài cái tin ngắn mà ở California, những cái tin hot news nha quý vị. Thưa quý vị, nhà của nghị viên Phát Bùi ở Garden Grove đã bị đập phá. Thưa quý vị, nhà của nghị viên Phát Bùi ở tại Garden Grove đã bị một người phụ nữ dùng cái cây sắt và đập phá vào tối ngày thứ Năm 29 tháng 4. Và người phụ nữ này đã đập những cái chậu cây lớn và gãy mấy chục cái cành cây ở phía trước nhà của ông Phát Bùi, theo lời kể của ông, vào ngày hôm qua thứ Bảy. Được biết là sau khi nghe một tiếng những tiếng động lớn thì vợ của ông Phát Bùi đã mở cửa ra xem, và sau đó vợ chồng ông đã thấy một người phụ nữ đã chạy trốn đi bằng một chiếc xe đạp. Ngay lập tức thì ông Phát Bùi gọi điện thoại cho 911 và báo cảnh sát, và cảnh sát đã đến liền ngay sau đó. Thì cảnh sát đã bắt được cái người nghi can này, cái người đó ngay tại cái cây xăng ở gần nhà của gia đình ông. Và ông Phát Bùi nói rằng ông quyết định phải khởi tố nghi can này bởi vì cho rằng đây là hành động có chủ đích. Và ngày hôm sau thì cảnh sát đã nói với ông Phát Bùi rằng bà này là một người vô gia cư, homeless và tâm trí không được bình thường. Nhưng mà ông Phát Bùi thì ông nói là ông không có tin như vậy, là bởi vì theo ông là cái người phụ nữ này mặc đồ rất là không có giống những cái người vô gia cư khác, và thứ hai nữa là bà đi bằng một cái chiếc xe đạp, và ông nói người phụ nữ này có lẽ là căm giận về cái vấn đề gì đó nên cố ý phá hoại nhà của ông. Và ông không biết đây có phải là cái vấn đề về thù ghét người châu Á hay là không. Và nghi can được xác nhận là một người phụ nữ da trắng quý vị. Thì được biết là bà này dùng một cái cây sắt lớn mà để mà gắn biểu ngữ đó quý vị, cắm xuống đất đó. Thì bà cầm và bà đập phá những cái cây cối và những cái chậu kiển của nhà ông Phát Bùi. Và đây là vật dụng mà ông Phát dùng để tranh cử. Thì khi mà ở cái cây này để ở phía trước nhà ông, nếu mà muốn lấy cái cây này thì phải có một cái đồ để mà cắt. Thì ông này nói giống như là bà có một cái sự chuẩn bị trước, đã đem theo cái đồ để cắt cái dây mà nối với lại ở nhà của ông để lấy cái cây đó ra để mà đập phá nhà của ông. Có nghĩa là bà đã đi ngang và bà đã để ý và chú ý, và bà tới đây với chủ đích là phá hoại. Và gia đình ông cũng cho biết là không biết là tại sao nghi can đã dùng vật gì để bẻ hoặc là cắt những cành cây lớn trước nhà của ông bà. Và ông cũng kêu gọi người dân ở trong vùng cũng nên rất là chú ý, là bởi vì từ trước tới giờ ở cái khu vực mà Orange County này không có xảy ra cái vấn đề mà thù ghét người châu Á, thưa quý vị. Mà có một cái sự việc xảy ra như vậy thì ông nghi đây là cái vấn đề thù ghét châu Á, và ông kêu gọi mọi người hãy để ý. Và ông nói nếu như mà có một cái sự việc gì thì phải báo cho cảnh sát liền, và nếu mà như thấy những cái tình trạng đó thì chúng ta nên tránh xa và gọi cảnh sát, đừng có để gây nguy hiểm đến chúng ta. Đặc biệt là cái người này là người phụ nữ da trắng, và được biết là ông Phát Bùi là một doanh nhân và hiện là chủ tịch cộng đồng người Việt quốc gia tại Nam California quý vị. Mình thấy dạo gần đây nhiều chuyện xảy ra thì ông suy nghĩ như vậy là cũng đúng. Tại vì rất là nhiều chuyện mà ghét người châu Á đó, mà cái người phụ nữ này đi xe đạp, mặc đồ rất là bình thường mà đến phá nhà, phá cửa và cắt bẻ những cành cây đó. Chỗ cây kiển của người ta, người ta quý lắm á. Đúng rồi. Thì lúc đầu thì mình nghe vấn đề mà đập phá này thì mình nghĩ có một cái sự cạnh tranh gì đó trong cái vấn đề mà tranh cử hay là nghề nghiệp gì đối với nhau, nhưng mà người này lại là một người phụ nữ, người Mỹ trắng thì lại làm cho mình liên tưởng đến một cái vấn đề khác. Thì giống như ông Phát Bùi nói thì chúng ta cũng nên cẩn thận. Bây giờ đến cái khu vực Orange County rồi quý vị, thôi mình không biết có đúng hay không nhưng mà cẩn thận vẫn hơn ha quý vị. Và một tin nóng hổi nữa, ở Los Angeles, California thì có ít nhất 3 người bị thương trong một cuộc đấu súng bên ngoài quán bar nổi tiếng ở khu vực Sherman Oaks, thành phố Los Angeles vào sáng sớm của ngày Chủ nhật. Cảnh sát Los Angeles cho biết sáng sớm ngày hôm nay thì sự việc xảy ra sau một vụ cãi vã rồi dẫn đến ẩu đả nhau diễn ra vào lúc 2 giờ sáng ở một cái quán rượu tên là Woodman trên đường Ventura Boulevard. Sau đó thì một chiếc xe đã chạy ngang cái đám đông và nổ súng vào cái đám đông ngay trước cái quán bar đó. Rồi có một
cái người từ phía trong đã bắn súng trả ngược lại cái chiếc xe này. Sau đó thì hai người bị thương và chở đến bệnh viện ở địa phương, còn người thứ ba thì bị thương nhẹ thôi, cho nên những người xung quanh đó giúp đỡ thì không có vấn đề gì hết, thưa quý vị. Và được biết là cả ba người bị thương này không nguy hiểm tới tính mạng, cảnh sát cho biết như vậy. Và cả ba nạn nhân chưa xác định được danh tính, là hai người đàn ông và một người phụ nữ, theo giới chức. Hiện nay thì cũng chưa có bắt giữ được ai trong cái vụ nổ súng này. Và đây là cái vụ nổ súng đầu tiên xảy ra sau khi mà Los Angeles cho phép những cái quán rượu được mở cửa trễ trở lại. Trước đây thì theo cái lệnh giới nghiêm thì phải đóng cửa rất là sớm, quý vị. Bây giờ thì họ lại mở cửa như bình thường, rất là trễ. Và một tin nữa, ở San Diego, California, một vụ lật tàu ở San Diego làm 3 người chết và 27 người được đưa vào bệnh viện. Đây là một cái vụ lật tàu ở San Diego mà người ta nghi ngờ là có giấu cái người di dân lậu, thưa quý vị. Sở cứu hỏa San Diego nhận tin báo là có một chiếc tàu ở ngoài khơi đã bị lật ở khu vực Carrillo National Monument vào lúc 10 giờ rưỡi sáng ngày hôm nay. Thì chiếc tàu này dài 40 foot đã bị bể vỡ toang bởi vì đụng vào một cái bãi đá ở gần mũi Point Loma, phía tây của thành phố San Diego. Sau đó thì người điều khiển chiếc tàu đã bị bắt và những cái giới chức vẫn chưa xác nhận danh tính những người có liên quan vào cái vấn đề này. Và ông Jeff Stephenson, trưởng văn phòng tuần tra của biên giới tại San Diego cho biết là chưa biết được cái xuất xứ của con tàu này và những hành khách này từ đâu đến. Khi mà toán cấp cứu tới hiện trường thì họ chứng kiến một số người đã bám trên các bãi đá hoặc những mảnh tàu vỡ và vẫy tay kêu cứu, và nhiều người khác nữa vật vã trong một cái xác tàu đã chìm đắm. Khi các nhân viên kéo những người này ra thì được 7 người và 3 người đã bị tử vong. Và sau đó thì họ cũng cứu được thêm nhiều người nữa và hơn 20 người đã được đưa vào bệnh viện trong khu vực. Và họ chia ra nhiều cái bệnh viện như là Sharp Memorial, Paloma Medical Center, West Alvarado, UCSD Medical Center, rồi Kaiser Clement Mesa, rất là nhiều bệnh viện. Khoảng từ 22 cho đến 25 người được đưa vào bệnh viện, nhưng hầu hết không phải là trường hợp khẩn cấp. Tuy nhiên có 3 người trong đó bị cái tình trạng rất là khẩn cấp, nguy hiểm quá ha. Thì họ nói là đây có lẽ là cái con tàu này là chở những người di dân lậu vượt biên từ Mexico qua. Quý vị cũng biết là San Diego là cái biên giới giữa Mexico, và ở đây cái vấn đề mà vượt biên qua thì rất là thường xuyên, thưa quý vị. Bây giờ thì khắp nơi cái nạn mà thù ghét người châu Á rất là nhiều, nên cái tình trạng mà mình thấy những người Mỹ gốc, những người Mỹ trắng hoặc những người Mỹ đen mà có những hành động với những người châu Á thì mình có giống như mình có liên đới, mình cảm giác là những người đó thù ghét người châu Á nhiều hơn. Nhưng bữa Loan Lộc có nói với quý vị thì bây giờ chúng ta phòng ngừa là tốt nhất, quý vị. Chúng ta nên mua mỗi người một cái pepper spray, là cái đồ xịt hơi cay, lúc nào mình cũng bỏ trong túi của mình. Những khi mình đi ra ngoài đường mà có ai mà mình nhìn thấy khả nghi hay là có vấn đề gì thì chúng ta mình phải thủ sẵn nha quý vị. Nhất là phụ nữ mà đi ra ngoài đường một mình thì mấy anh cũng nhớ mua cho mấy chị, mấy em, mấy cháu những cái vật dụng đó. Ngay cả khi bây giờ thấy mấy bạn trẻ đi ra ngoài cũng rất là nguy hiểm, con cháu mình á, mà mười mấy 20 tuổi đó thì cũng nên thủ sẵn. Mình thấy cũng rất là lo lắng. Hôm nay thì đưa đến quý vị vài cái tin hot news mà đúng ra ngày Chủ nhật thì mình không có tin, nhưng mà hôm nay đột xuất ha quý vị ha. Thì có vài tin mình thấy tin nóng nhưng mà nó hơi lo lắng cho chúng ta, thì Loan Lộc muốn đưa đến với quý vị. Thôi giờ tin nóng rồi, bây giờ kể chuyện gì cho mát mát, cho cười, cho vui đi Bảo Lộc. Chuyện vui cười mà chuyện chỉ có chuyện vợ chồng là vui nhất à. Đúng rồi. Hấp dẫn. Ok, có cái anh chồng này thì ảnh đang lay quay lục đục kiếm đồ, thì bà vợ mới thấy ổng, bà vợ mới hỏi: anh ơi, anh kiếm gì vậy? Cái ông chồng nói: thì anh đang kiếm đôi giày của anh. Cái bà vợ nói: đôi giày nào? Thì đôi giày cũ mà anh hay mang đó. Đôi giày cũ mà anh hay mang ấy hả? Em dục rồi. Trời đất ơi, Dũng đâu vậy? Giày cũ nhưng mà vẫn còn mang được. Em Dũng đâu vậy? Nói cho anh biết đi.
Cô vợ từ tốn nói: "Dục rồi, khỏi cần kiếm. Tiền ở dưới đế giày đó, tôi cũng lấy luôn rồi." Cái vụ này quen quá ha, mấy ông hay giấu tiền ở dưới giày dớ đồ phải không cái gì, tại vì để trong túi nhiều khi về rồi vợ hay lục rồi á. Mà không hiểu sao nha, tại sao lại giấu gì trong vớ trong dài ta, mà hình như là ai cũng vậy. Ủa anh cũng vậy hả? Không có. Anh à, ngoại lệ. nói vụ này nghe quen 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 hồi, hồi đó ông Loan có biết một cái cặp vợ chồng kia, mà cái ông này đó ổng xài hai số điện thoại mà bà vợ không bao giờ biết, là bởi vì á lúc nào cái điện thoại kia đó và khi mà về tới nhà nó là ổng giấu ở ngoài xe, mà thì nhiều khi vợ chồng mà người chiếc xe cho nên người vợ đâu có bao giờ mà lục xe của chồng, nhất là những cái ngóc ngách trong xe đó. Về tới nhà là dính cái điện thoại kia, là coi như là chỉ xài một số thôi, vừa đi ra khỏi nhà là lấy số điện thoại kia coi liền, nhắn tin rồi trả lời rồi liên tục, thấy không? Có làm những cái chuyện gì mà gian dối đó thì mới 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 giấu vậy đúng không quý vị? Vậy đây có À, tôi đâu có. không Ok, ngày hôm nay Lộc và Loan kính gửi quý vị một số thông tin và nụ cười nhỏ nhỏ. Kính chúc quý vị một ngày chủ nhật thật yên vui và tràn đầy hạnh phúc. ta? Rất là cảm ơn quý vị, xin chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại vào tin tức sáng sớm ngày mai.